À, em ơi, mới nhận ra một điều là hóa ra là quên mất trong cờ Liên Quân nó từ kim cương nó không lên thách đấu được luôn mà nó lên tinh anh trước anh em. Quên mất tinh anh ở sau kim cương trong ấy. Nhưng mà chắc cũng chỉ à quên chưa chào. Hello mọi người và chào mừng mọi người quay trở lại với channel của CZ. Mình là CZ. Ok. 1 2 3. Chắc là quả đấy mua hơi sớm anh em ơi. Mua hơi quá tay. Mất con ba vàng kia rồi. Nhưng mà mình vẫn quyết định là chắc là mình đánh nốt trận này thôi, xong rồi viết ngày mai mình sẽ bắt đầu đăng TFT nhá. Vì mình chơi TFT nhiều hơn. Nên là đến lúc phải chuyển đổi tựa game thôi anh em. Có vẻ một cái kết huy hoàng đấy. Ra một thương duyên phá là không phải một cái kết huy hoàng cho mình rồi đấy. Floor không có. Không có floor nhưng mà có bạn này bạn kia chơi được không nhỉ? Có nhiều floor không? Một floor thôi à? Cái gì chơi đi nhỉ? Chơi tí đi. Sẽ cho các bạn này thậm chí là cho bạn Quy Blend đi. Ok, này uy tín đấy. 2, 3. Đếm giây phát nhé. 20, 9, 18, 17, 16, 15, 14. Okay. Bây giờ thì mình chờ con floor thôi. Chờ con floor thì mình sẽ chơi. Chắc này chắc đánh hắc ám thôi anh em ấy. Có thương thì chắc đánh hắc ám. Còn Rat 2 này, uy tín đấy. Rat cho đổi vào ra đi. Bây giờ em có thể bỏ con này đi và xoay thêm ba Noman vào cũng hay nhưng mà nghĩ không cần. Thương thì nhiều thương thế. Ngon. Lại một bạn nữa. Ok phết anh em ơi. Ba Noman à? Chúng ta floor anh em ơi. Chỉ để ba Noman mà thôi nhá. Cái bạn này đều khỏe cả. Đều khỏe cả. Thương xuyên phá. Trận này cơ bản thì ám quất thôi. Lao bát mình đấm trước. Drifter, your heart breaker, wherever going, I'm going your way. Quy len đi. Để phòng có hai bạn ở dưới đáy thì vẫn quy len là sẽ giảm tốc đánh của bạn còn lại. Sunday. Có thương là chắc không đánh Yon đâu anh em ơi. Thế này thôi. Chứ để thế này. Quy len bị bắt đi ở sao không nhỉ? Mỗi bạn có thương ấy. Một bạn có thương này. Nên mình sẽ cho bắt bạn quy len đi nhá. Này đi. Thường sang cho con Florentino. Chờ một con 1, 2, 3, 4. Chờ một con Tulen nữa xong rồi mình sẽ chơi hai bán thần nữa, ok.
Thường này. Bắt quy lan. Rát mình đấm trước không? Chắc hơi khó. Ô sao floor mình chết vậy? Quy lan quẹt được đấy. Ok. Càng thế nhờ. Hay đánh teo nhỉ? Cái này đánh teo cũng được, nếu mà có thương, có sách thánh này. Nếu mà ra teo đánh teo nhá. Ra teo thì đánh teo. Hai à, floor 2 à, căng thế nhỉ. Hai phát đánh thường rồi chém nó. Rồi ok, một chém mà được rồi. Hai chém luôn. Không sao, floor mình xiên trước. Xiên trước. Ây, rồi sợ chậm đấy. Quillen quẹt một phát. Quẹt một quẹt, rát đấm một phát. Sức mạnh kết hợp của nhiều nguồn tướng khác nhau hay quá, trời ơi. Vera hai bạn này đánh thú không lại được với mình đâu anh em ơi. Lại, sách thánh không cũng có thể lại được vậy. Lấy đi. Ôi, suy nghĩ thì dài. Rồi. Cho ba đồ cái floor luôn đi, cho nó uy tín đi. Chưa có tu len mà anh. Such a crazy world. Xuyên. Một dưới xin con rồng luôn anh em ơi. Ôi giời ơi, đi lắm đúng rồi. Chả xin được con gì. Khỏe nhờ. Mấy thú, 4 thú chưa? 2 thú mà sao khỏe nhỉ? Rồng truy hồn. Tại thế, tại rồng truy hồn. Bây giờ này. Trời dài. Chắc chắn mình sẽ đánh cho con rat nhé. Bây giờ thế nào nhỉ? Suy nghĩ điều gì? Bây giờ chắc là nếu mà có sách thánh thì mình sẽ không ưa bán thần lắm này. Mình sẽ không chơi con Illumia. Năng sách thánh mình sẽ chơi một là con Hắc Ám thì sẽ cho Narcot cũng được. Còn mình sẽ sang đánh thú. Đánh thú cũng hay. Nó mới lựa chọn như vậy. Chưa biết trận này sẽ đánh gì. Lo xin phát em. Rồi rồi, xin quá. Khổ sở quá nhỉ. Tay không gần 2 đâu. Phát rôn. Gì, làm Arduin đi. Bây giờ thế nào nhỉ? Shall I compare thee to a summer's day? Xem ra đồ gì ấy. How may I help you? 12 con teo rồi anh em ơi. Thoải mái mà lấy teo luôn á. Heaven's will.
mua về cầm máu cũng được anh em ơi. Voi còn mấy 7 con á. Muốn đánh voi à? Là một sự phí phạm. Trời ơi, ba con ma lốc đã bị lấy đi. Chắc là hai bạn này đánh thú này, bạn này đánh cái gì đấy, bạn này chắc bỏ game rồi. Trợ thủ hắc ám. Đánh nguyên tố nhỉ, anh em lại chơi nguyên tố nữa. Rồi luôn. Choáng cho quả điên đầu thật. Con đau thì cầm đồ. Tèo chắc có sách thánh hay không? Bắn điên lắm. Xin đôi. Ui, bắn hết rồi em. Tèo là bắn hết rồi. Có đổ cho voi luôn. Ai da. Khó quá à. Đồ này chém cho ma lốc cũng được. Nhưng mà cho voi cũng được. Khó nhỉ, tự nhiên nó khó nhỉ. Nghĩ quá ta. Gì bây giờ? Rồng 11 con, bạn này chắc đánh teo trợ thủ, bạn teo cái quái đấy. Chắc bạn này đánh thú thôi. Rồng trợ thủ. Đánh trộn này đánh thên được, làm trận trợ thủ thên anh em ơi. Trợ thủ thên, cái này sách thánh cho con ấy. Thì không cần đánh voi, không đánh voi cũng tiếc nhỉ. Câu trận này không đánh thú đâu. Không đánh voi cũng tiếc. Ây da. Thành con Nacod, biết nó ulti được không ta. Nhầm sợ nhầm hết nhé. Hai mươi, 40 chém thường mấy phát. Hơi lâu nhỉ. Cho lâu đi. Xem là chém thường mấy phát đã nhá anh em nhá. Ma lốc. Phát này. 2 phát chém thường này. 3 phát chém thường. 4 phát khoảng 3 đến 4 phát chém thường nó sẽ, nếu mà có sách thánh nó sẽ ulti được anh em. Trợ thủ. Thực ra trợ thủ tranh bài với bạn này vẫn, mấy bạn này kia vẫn được. Nhiều tướng trợ thủ lắm anh em. Kinh nhỉ, nó hết trợ thủ rồi. Đã thì mình đánh voi đi. Đã thì mình đánh voi đi. Nốt vào. Không cần gì về nốt vòng hết. Bạn phía bên kia cho nó có lên này. Lên góc này. Bán luôn anh em ơi, uy tín. Tổ đã thì mình đánh nguyên tố đi. À bạn bế ở tận lên trên tận này cơ. Lâu chắc chết rồi. Chết rồi. Rồi ok. Trời ơi. Bắt đầu người lấy hai con voi đâu ấy. Lấy voi của mình các bạn ơi. Người ai làm vậy? Bạn thì cho bạn ấy trợ thủ hết luôn. Mình lấy hết voi thôi. Thế con floor bây giờ đang gánh đam nhỉ, hay mình cứ để con floor cầm đồ kia tiếp ta. Mà thôi cho đổi voi đi, còn có miễn nhiễm khống chế. Trận này only voi thôi anh em, một con voi 3 thôi là được rồi. Gần nguyên tố luôn. Mình sẽ đánh bán thần. Hay đánh nguyên tố nhỉ? Ừ, đánh nguyên tố cũng được, bởi vì trong sách thánh không có ngọc đại.
Đánh giờ này chắc là cho con nắc rồi. Nắc cụt. Nắc cụt 2. Trợ thủ Richter chăng? Voi. Này, nách. Chắc là đồ sẽ cho con Narcot này. Truy hồn cho Narcot này. Góc này trông nó cứ thiếu thốn thế nào ấy nhỉ? Cương này bắt nhiều thế. Nhiều cương bắt thế. Cương bắt giữa. Mình sẽ để cái này chăng? Này cũng được. Tơ. Tơ chắc thôi. Thì con khác hơn, Sephira hơn. Mình đang bị kẹt kẹt quá nhỉ? 3 hắc ám, 2 nguyên tố à? Chưa có tướng em, chưa có thế. Đúng rồi, tha con nắc mình đi. Nhà teo sách thánh lại bị counter bởi voi anh em ơi. Voi này counter teo sách thánh ấy. Chỗ này trận đấu chuẩn bị kết thúc rồi đấy. Hay sao đang bán thần nhỉ? Kiếm được cái 40 mana nữa sao đang bán thần được anh em ơi. Ê mà có nó nắc 2 cũng gánh. Nắc 2 người cũng gánh cơ. Rồi chắc mình tìm con voi nguyên tố. Bên 10 luôn. Cái này uy tín rồi đấy. Ừ, cái này uy tín rồi. Bắt được con teo này. Ê. Bắt được con teo này đấy. Bắt được con thê này đấy. Ê, bắt được con quét rồi. Rồi, sao? Ui, con rồng nó thổi đần đúng kìa anh em ơi. Đây lý do mình không bao giờ thích ném đồ cho rồng nữa mà không có thương đấy. Rồng nó thổi nhìn muốn ghét ạ. Rồi. Ô, cái này có ích. Con rồng đần này lại có ích à. Tù bà lèng. Ơi, có nguyên tố này. Cũng được. Ê mà con floor 2 này nó gánh cho mình khá là gánh anh em ơi. Rồng đần kia trông thấy nhiều đam phết. Anh thương hai bên Narcot. Bắt teo đi. Bắt teo đi. Bắt góc đấy thôi anh em ơi. Xiềng cho phát. Chắc lấy con voi 3. Ê, bây giờ mình lên 9 luôn không nhỉ? Em đi tìm tướng một tí nhỉ? Nhưng mà còn con tướng gì đâu mà tìm. Hết sứ con rồng rồi. Rồng 2, rồng 2, rồng 2, nắc 2. Chờ bạn này chết này. Horizon này phải đi này. Bạn ấy rồng 2, nắc 2 dễ cũng khó đi lắm. À, khó đi lắm. Horizon. Đồ bạn này như nào? Đồ bạn này ném cho con Narcot ngon kìa. 3 đồ Narcot xuống nó ulti điên đầu luôn này. Chưa được gặp bạn này nhỉ, gặp bạn này bắt con teo của bạn này. Bạn này thì... Ê, bạn này cũng nguy hiểm quá ta. Ai cũng là những thành phần nguy hiểm. Bắt được con Thên này. À, không bắt con Thên. Thên ăn truy hồn này. Nhưng mà Thên nó có Choi. Foy ulti. Florian. Không chết. Narcot ulti 2 phát, ok. Rồi, ăn choáng. Mình khỏe thế. Cái thế mình đang chờ gặp bạn này. Mình đang chờ gặp bạn đấy cơ. Chạy chạy lên được voi 3 rồi. Rồng thì chưa biết. Lấy con Lily này về anh em ơi. Chắc là mình bán một con tụ len này đi. Bắt rồi. Muốn lấy nguyên tố về á.
Cũng được anh em. Không được. Ê mà không lấy con nguyên tố này cũng tiếc cơ. Tại nếu mà bây giờ qua xong mình đánh nguyên tố. Để ước gì ra một cái đồ 40 mana đấy nhỉ. Một đồ 40 mana nữa là điên khùng luôn đấy. 40 mana. Mình chạy đến Illu. Illu thì bỏ mấy con nguyên tố này luôn. Cho con Nakot sách thánh. Xong lấy Illu 2 luôn cũng được, voi dễ lên 3. Hai cái tăng sao ạ. Này luôn. Vội quá nhỉ, lên voi ba bây giờ vội quá. Không muốn lên lắm. Chờ tí cho anh em. Lên voi ba giờ hơi vội. Thằng đang nhiều nguyên tố các thứ rồi. 4 nguyên tố, 4 hắc rồi. 2 bán thần này. Khỏe điên này. Chờ tí cho anh em. Floor còn gần còn gánh không? 9.000 dam rồi. 9.000 dam thì chưa đi đâu được. Ngồi yên đấy. Đây đây. Cái này đâu. À chưa có bán thần. À. Lúc sao cũng phải. Bán thần à. Bây giờ cho ba bán thần vào mình cũng. À có đồ Illu nhỉ? Có đồ Illu ba bán thần vào. Bỏ con. Ê mà đang đủ nguyên tố mình không muốn bỏ bán thần lắm nhỉ? Ba bán thần vào. Nhưng nguyên tố 1 mà anh em. Chiêu 1 mua 1 mà. Kệ bỏ đi. Đấy. Ba đồ Illu nhé. Mình cho Illu đứng đây. Đi đi đứng đây. Này thôi. Mình sẽ ném đồ cho con chắc cho một con Illu 2 rồng này, con cát này, Omen này. Chờ một tí anh em ơi, cái tiền. Một đồ cho Illu 2 nhá. Sống sót. Xong rồi một cái kia mình sẽ ném cho con chắc là một con voi thôi, cho đây con voi 3. Đi sách thánh này mình ném cho con voi luôn cũng được này. Cho nó sớm multi cũng được. Voi ulti luôn. Ui không kịp ulti ạ. Nhưng mà ơ, nó có mình chết nhanh đấy. Ây da, nhà này còn counter mình này. Khó nhỉ. Bụp. Có nhà phải đi. Ôi giời ơi con rồng. Ôi giời ơi con rồng. Được thật. Kịp lên voi bao nhỉ anh em nhỉ. Sợ không kịp. Làm máu thì vẫn chắc vẫn kịp. Ai cả nhà hết tiền. Chả có tiền làm gì luôn. Không di chuyển được tướng rồi. Nakot xuống như kia. Sao quả đó Nakot chết mình. Nakot mình chết sớm ấy nhỉ. Tưởng có Nakot mình phải làm được tí việc nữa chứ. Dòng thổi luôn.
Ô, bây giờ mình mới nhận ra là từ nãy giờ mình có thương, mà sao con rồng mình nó thổi vẫn ngu ngu nhỉ? Ê, bây giờ mình mới nhận ra là, bây giờ từ nãy giờ mình mới nhận ra là con rồng mình có thương. Sao mình có ngọc đại các thứ mà cho nó mà. Ở có một quả nào, có một cái quả vừa nãy, con rồng mình thổi ngu dã man. Mà rõ ràng có thương mà nhỉ? Quả đấy không có mana cho nó thôi. Ừ, mình có thương từ đâu mà nhỉ? Sẽ phải ngừng nghịch thế nhỉ? Iluba không? Iluba không? Thời đến. Iluba không anh em? Vòi chắc lên 3 là thôi. Iluba được ấy nhỉ? Nghe cũng lọt tai phết đấy nhỉ? Iluba à? Hơi tốn tiền ta. Hơi tốn tiền không ta? Rồi lên vòi 3 rồi. Iluba chắc hơi khó. Không thao lao được em ơi. Anh mà vít cuối rồi hay hay làm liều phát nhỉ? Thằng nào vít này cũng vít cuối của cờ Liên Quân rồi. Vít sau là giành TFT anh em. Làm liều phát lên con Iluba không nhỉ? Anh em muốn lấy top 1 đây, anh em muốn lấy Iluba anh em. Ra một thẻ đằng sau nữa thì ngon luôn này. Ê, không ra. Iluba. Nghe cũng quyến rũ đấy. Khó anh em ơi. Không có được. Có mùa xuân đấy đâu. Chả ra con gì luôn này. Chả ra con voi luôn này. Không có mùa xuân đấy đâu anh em ơi. Không gặp bạn này, à, gặp bạn kia. Là con mình không muốn ti được phát nào à? Không sao anh em ơi, cũng khỏe quá rồi. Ui, 47 máu gần đi kìa anh em ơi. Ê, thế hay là Iluba thật nhỉ? Ấy vậy là được làm quái còn tiền mà Iluba, Ilu2 gì nữa. Ui. Trừ khi ra bây giờ ra một cái thẻ đằng sau. Một cái thẻ đằng sau nữa. Là mình sẽ có một con Iluba. À, quên mất đồ như thế này. Cái này cho con rồng thôi. Không có, hay thôi cho con hai kết này con rồng cũng được. Bây giờ kiếm đâu ra hai con voi bây giờ anh em? Kiếm thịt quái nào ra hai con voi được bây giờ? Một con này. Không có đủ tiền làm gì luôn. Bế con cát lên đây. Ok. Cho bế. Cho ván này đi không nhỉ? Cho pha này đi không nhỉ? La 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 la. Vài ba, vài ba. Romantic Sunday. Không có vài ba rồi anh em. La 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 la. It's a beautiful and shiny day. Vậy thôi, video mình đến đây là kết thúc rồi. Nếu anh em thích cái clip trên thì hãy ấn like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn có thể giúp mình phát triển kênh nhé. Mai đang TFT. Ok, vậy thôi. Bye bye. See you next time.